Chào các bạn nhé. Chiều nay chúng tôi tiếp tục quay trực tiếp cho các bạn cái cây đỗ quyên rất là đẹp, Lữ Hoàng Quyên nở tại trại cây hàng độc .vn. Giới thiệu các bạn là năm nay là được chưa? Gắn thẻ bạn bè em nào, các bạn chờ một... được chưa? Chúng tôi đang quay trực tiếp nhá các bạn nhá, đang chỉnh lại một tí, mạng nó hơi yếu nào. Cây nữ hoàng quyên này là của chúng tôi là mã số 72, đường kính gốc là 20. Hai em bắt được chưa? Cao nó là 60 ấy, bắt lại đi, cao 60, tán là 80, bắt đầu nở bói được các cái nụ hoa đầu tiên. Nữ hoàng quyên này thì khi nở thì hoa màu đỏ cờ rất là đẹp, và độ bền của cây nữ hoàng quyên này được độ khoảng 45 ngày, tức là cái bông hoa, từ bông hoa là nó được độ khoảng 7 đến 10 ngày, nhưng mà từ các cái bông này, khi nó nở hết bông này, nó nở kế tiếp bông sau, gọi là nở đớp hoa, người ta gọi là nở đớp hoa. Em phụ trách cái vẫy tay các thứ nhé, ai vẫy tay thì em vào em bấm. Chào Sang Lê nhá, Sang Lê chia sẻ giúp đi. Các cái lụ này sẽ nở đớp hoa, đặc biệt các cái lụ màu trắng trắng hồng hồng ấy là hoa nó độ khoảng một tuần nữa là nở. Còn các cái bụi mà các cái lụ mà hoa nó chưa lứt lanh, các cái lụ bé này thì độ khoảng 10-20 ngày nữa mới nở. Tổng thể là khi nở bông đầu tiên thì sẽ thay phiên nhau, sẽ dần dần bông này nở bên bông kia kế tiếp, và sẽ thành một cái chùm hoa đỏ rực. Cây Lữ Hoàng Quyên, tác phẩm Lữ Hoàng Quyên có mã số là 72. Bệ gốc của nó rất sần sùi. Đây, bệ gốc của nó địa y bám đầy. Chào Đinh Thiên nhá. Các bạn vào nói hộ đi, hai bạn cháu ơi. Thấy Đinh Thiên xuất hiện phải chào người ta chứ. Chào Đinh Thiên nhá, Đinh Thiên ơi. Chia sẻ hộ đi Đinh Thiên ơi. Chia sẻ hộ mọi người vào đông đông đi để mình quay cho nó có sự nhiệt tình. Tiếp các cái lụ này là các cái lụ nhỏ chi chít. Do đặc thù của cái Lữ Hoàng Quyên này, nó sống ở các cái ven suối, ở các cái tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, và trong Huế cũng có, trong Gia Lai, Kon Tum cũng có. Nhưng mà hiện tại là... Xin chào bạn Anh Sơn nhá. Thông Hoàng đẹp quá rồi, cảm ơn các bạn phát sóng lên hộ tôi để tôi nói với hai máy nói ơi. Hai bạn đây, nói hộ đi, chào hộ đi để cho chúng con nói nhá. Máy của anh làm sao bắt máy này đấy. Em cứ nói đi, nó vọng vào đây. Ôi giời. Lúc nãy trưa nay đã ngồi đã thảo luận rồi như vậy rồi. Chào Sơn anh Sơn nhá. Rồi, xin chào các bạn ơi, đây đỗ quyên đây thì cái bệ gốc của nó đây, cái bệ gốc của nó là 20, đỗ quyên 72, mã số 72. Cái loại đỗ quyên này thì nó sống ở các cái sườn núi, và đặc biệt nó sống ở các cái bờ ruộng, bờ suối ấy, cho nên nó chỉ hút chất cát nó ăn thôi, nó không có chất đất, và nó hút khí trời, hút bằng nước, và thỉnh thoảng khi nước dòng suối lên thì nước nó chảy cuồn cuộn, và đá và cát và những cái sỏi cuội nó sẽ văng vào cây, thì các cái cây này yêu cầu nó có một độ sống rất là mãnh liệt, nó mới chống chọi được cái dòng lũ thiên nhiên đấy. Khi chống chọi với dòng lũ thiên nhiên đấy thì nó có một bộ xương rất là cứng, gõ vào kêu cũng cốc như gỗ ấy. Và vậy, chính vì vậy cho nên là chào nó... anh Sơn nhá, cây này có giá là 36 triệu nhá. Mà mã số 72. Mã số 72. Có giá là 36 triệu. Các bạn mua tại trại. Ngoài ra các bạn có thể là chúng tôi sẽ gửi về cho các bạn, hoặc là các bạn có thể thuê. Giá thuê thì bằng 1/10 trị giá của gốc cây. Chào Tuấn Chu, chào anh Sơn, chào Trường. Cháu Hoan ơi, cháu chia sẻ hộ chú đi nhá. Cháu đang ở đâu đây? Chia sẻ đi, chia sẻ đi. Hoan ơi, hai cái cây đấy mua về khách đã lấy ra tốt chưa? Tốt rồi gì? Tốt rồi thì cứ giao cho khách đi nhá. Vâng.
Hai cái cây hoan đặt cho cái chú ở Hà Nội thì hôm qua chuyển về nhận được rồi, thì lúc nào inbox lại cho chú nhá Hoan nhá. Cây cao độ khoảng mã số là 72. Các bạn lưu ý nhá, các bạn cần những cây nào các bạn ghi lại điện thoại và mã số cây đấy. Sau đó buổi tối chúng tôi về tổng hợp lại, chúng tôi sẽ gọi điện cho các bạn và sẽ gửi cái mã cây cho các bạn bằng hình bằng ảnh. Và sau đó các chúng tôi có thể từ cái mã cây đấy tương đương với cái giá tiền, thì ví dụ là mã cây 72 thì cái cây này giá tiền khoảng 36 triệu thì chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn một số cây tương đương 35, 36, 40 triệu để các bạn tự chọn. Chào bạn Toàn nhá. Chào bạn Núc Kỳ Toàn thân yêu của tôi nhá. Não già ơi, chuẩn bị về họp Lê Hồng Phong chưa? Hôm nay não được nghỉ à? Xin chào Lee Bonsai. Đây là cái mã số 72. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ quay tiếp tục một cái mã số nữa. Chiều nay chúng tôi quay ba mã số. Bây giờ tiếp tục chúng ta quay cái mã số nữa. Mã số 72 này ai ghi lại thì các bạn để lại số điện thoại nhá. Mã số 72 có giá là 36 triệu. Các bạn có thể không có điều kiện thì các bạn thích thì các bạn lên các bạn thuê. Thuê chúng tôi lấy bằng 1 phần 10 giá trị cây thực tế thôi. Đấy, theo cái chúng tôi là người miền núi và cũng tương đối như có tí tuổi rồi cho nên là trình độ nó chưa được. Thì có em Hoa Anh Hùng là đã tham mưu với chúng tôi là dựng cái bạt lên, và chúng tôi lấy cái bạt chúng tôi dựng thì tương đối cũng khẩn trương lên cháu ơi, lên bạt xấu quá, khẩn trương lên não, trong thời gian lên bạt thì tìm ảnh ai để bạt nó úp xuôi úi xùi thế, cao lên bên trên kéo căng lên một tí đây. Đây xa quá, cây này nó to, tôi sẽ quay lại cái mã số cây này cho các bạn nhé. Mã số cây này là mã số 540. Ngang bệ gốc là 73, tức là cái ngang của đo của cái bệ gốc là 73 cm, cao 1 m, tán nó là 1 m 6, tán nó là 1 m 6. Đỗ khuyên 540, mã số 540. Đây là một trong cái lỗ cây đỗ khuyên mà năm ngoái đi hội chợ Kim Bắc và đã được giải. Cái bệ gốc của nó 70 cm kia kìa. Bệ gốc của nó 70 cm, nếu mà đo thì phải được đến gần 4 gang. Gần 4 gang. Bệ gốc của nó sần sùi. Rất là đẹp. Đây, bệ gốc của nó đây nhá. Đấy các bạn thấy nhá, nó ôm đá. Đây là một cái cây có ôm đá bên trong đây. Và chúng tôi sẽ cho các bạn xem cái hoa của nó năm ngoái đây nhá. Đây hoa của nó năm ngoái đây. Đấy. Hoa của nó năm ngoái rực lửa chưa, khi ở hội chợ Kinh Bắc đây. Đây chính là cây mã số 540 ở hội chợ Kinh Bắc của năm 2019. Nó nở rất là đẹp, phải 1.000 bông hoa. Các bạn thấy chưa? Đấy, khi thực tế là nó nở đẹp vậy. Mã số 540. Đấy, mã số 540 đây. Năm ngoái ở hội chợ Kinh Bắc đây. Chúng tôi còn lưu lại những cái thước ảnh này. Mã số 540. Hoa rất đẹp. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn có thể quảng bá tiếp thị giúp cho chúng tôi. Có thể mọi người cùng biết. Đây là một cái mã số 540. Chào Vương Cường nhá. Vương Cường ủng hộ anh đi. Hương Điệu ơi, Hương Điệu ủng hộ đi. Bạn Hoàn nhá. Bạn Hoàn ơi, bạn Hoàn 6 ơi. À, bạn Hoàn 6 này học cùng với tôi ở cấp 3 Lê Hồng Phong, Nam Định. Và cùng trang cùng lứa với tôi, chức vụ của bạn ấy bây giờ chắc cũng phải là cấp bậc trung tá công an rồi. Bạn ấy là bác sĩ của ngành công an. Bạn ủng hộ cho tôi nhá. Và bạn ấy cũng là đang là bệnh nhân luôn của tôi. Chào bạn Hoàn nhá. Hoàn ơi ủng hộ cho bạn đi. Hôm nay đây cho các bạn xem 540, mã số 540, một cây đỗ quyên khổng lồ, đại khổng lồ, rất là đẹp. Nói về cái cây đỗ quyên này thì
thì bây giờ lụ của nó đã tràn trề rồi, căng sức sống rồi, lụ của nó đã điểm rồi hết rồi. Cái dòng đỗ quyên này nó cứ lở lốm đốm lốm đốm hết cây nọ đến cây kia, hết hoa nọ đến hoa kia, và khi những cái bông cuối cùng lở là nó lở đại trà thì cả một cây nó rụng hết lá thành một cái cây hoa đỏ rực, nhìn chỉ thấy mỗi cây thôi, mỗi hoa thôi, không thấy lá đâu. Đây này, những cái lá úa vàng của cuối thu là khi những cái lá này rụng hết thì bắt đầu lúc đấy là hoa lở căng 100%, giống cái ảnh lúc nãy chúng tôi cho các bạn xem đấy. Lưu ý nhá, cái dòng đỗ quyên này này nó lở lốp đốp trong vòng 30 ngày và từ 30 đến 45 ngày là nó lở đại trà. Khi nó lở đại trà đấy thì toàn bộ, cho chú chuẩn bị cho chú xem cái ảnh đấy. Khi nó lở đại trà đấy thì toàn bộ cái hệ thống lá này nó sẽ rụng hết. Và các bạn xem những cái ảnh nó lở đại trà là nó lở đỏ rực cả một cây. Các cái lụ này, các cái lụ này là gần nở rồi, các lụ này độ khoảng một tuần nữa. Và như cây này độ khoảng 1.600 bông hoa. Đây các bạn xem cái ảnh năm ngoái đây, cái ảnh năm ngoái đi hội chợ Kinh Bắc đây, của cái cây đây, của cây năm 40 đây. Khi nó lở lá nó rụng hết và nhìn chỉ thấy cây và hoa thôi. Người ta lại năm ngoái đi hội chợ, một số ông bà già lại bảo từ xa lại bảo ơ ở đây lại bán hoa giả. Nhưng mà lúc xông vào lại là hoa thật. Đây các bạn nhé. Đấy rồi. Hoàng Kim ơi, có Hoàng Kim ủng hộ đấy, ủng hộ cho chúng tôi đi. Các bạn hãy ghi lại cái mã số 540. Đấy là mã số của cây. Còn giá cây thì các bạn điện trực tiếp nhá, các bạn điện trực tiếp theo số điện thoại 0977830088, 0919706818. Và các bạn có thể để lại số điện thoại và mã cây. Chiều nay chúng tôi tiếp tục quay cho các bạn 3 mã cây nữa. Mỗi ngày chúng tôi buổi sáng thì quay độ khoảng 4 mã cây, buổi chiều quay 4 mã cây. Bây giờ được 2 mã rồi. Các bạn ưng cái mã nào thì các bạn cứ để lại. Sau khi xong thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại và sẽ cho các bạn điện cho các bạn. Một bụi đỗ quyên 540, đỗ quyên xứ Lóng, xuất phát từ các cái tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, ở trong Huế cũng có và trong Gia Lai, Kon Tum cũng có. Nhưng mà hiện tại như ở Việt Nam mình là 10 năm nay là các cái dòng suối đã cạn kiệt rồi. Cho nên là các cái dòng đỗ quyên này thì chúng tôi có khu vực khai thác ở bên nào. Khai thác bên nào khi năm thứ 3, thứ 4 khi nó tròn tán, nó ổn định rồi thì chúng tôi đã đưa nó về với Việt Nam và sẽ mang vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã về cho các bạn. Đây, tôi quay lại cái bộ gốc tán của nó nhá. Quay lại cái bộ gốc tán của nó. Thôi được rồi, các em thu phong rồi đi ra chỗ khác đi. Anh để quay hộ anh tí. Thu phong rồi đi cháu ơi. Đây, cái bộ gốc tán của nó rất già lua các bạn này. Nhìn trông như kiểu xa, trông như là một cái quần thể khéo gãy cành. Trông như một cái quần thể thảm thực vật. Nó gồm có những cái viên đá lũa, viên đá ven suối, độ lũa của cây và độ rêu phong, địa y bám đầy. Mang về khi đây đây, cái bông này là bông nở bói đầu tiên của cây 540 đây. Đấy. Khi bông này nó tàn thì các cái bông sau nó nở kế tiếp nhau, nó tạo thành một cái chùm hoa rất đẹp. Các bạn hãy chiêm ngưỡng đi, tôi đi tìm, tôi quay cho các bạn một số vài cây nữa. Đây là một cây liệu hoàng đế khổng lồ. Tôi sẽ quay cho các bạn từ đầu đến cuối. Đây là cảnh không khí đón xuân. Cây đào, cây mận, cành đào, cành mận của các bà con nối xóm ở trại. Km 19. Đường Lào Cai lên Sapa. Đây, các cây đã chung chín nở hoa. Đây là cây mã số 320, sáng chúng tôi đã quay rồi. Mã số 320 là một cây đỗ quyên đột biến. Tại sao nó đột biến là khi thức tỉnh hoa nên chúng ta mới biết.
kể cả trang trại của tôi là có 160 cây thì có mỗi một còng dòng cây 320 là cây hoa đỗ quyên đột biến. Hoa nó to hơn gấp rưỡi hoa bình thường và nó dày hơn và nó đỏ sậm hơn so với các hoa bình thường, thì nó là anh là chị. Cho nên tạm thời là tôi để cho nó là dòng đỗ quyên đột biến. Đây này, lụ nó rất to. Hoa nó màu cờ, lụ nó to lắm các bạn ạ. Đây này. Đấy, nụ nó to chưa? Giống như hoa hồng ấy. Nụ nó rất to và cái bông nó đặc thù, bông nó rất to và bông nó lại sậm, sậm màu cờ. Cả trang trại của chúng tôi mới có mỗi một cái cây này thôi. Từ tạm thời là tôi gọi là cái dòng đỗ quyên đột biến. Đây, các bà, các anh, các chị ở trại chúng tôi, những người làm vườn thân thương của trại hoa chúng tôi, những người dân ở đây, người ta thường thường người ta hết lao động rồi thì người ta ra ngồi ta bán thêm đào, thêm mận, bán thêm các cái đào mận. Đây này, cái đào mận của Sapa, đây, rêu phong cổ thụ, các cành đào địa y bám đầy, các cành đào địa y bám đầy. Ở xa kia là cũng một loạt các cái cành đào của người dân. Cái cành đào này của ai đây? Của cháu nó bao nhiêu tiền? 5 triệu. 5 triệu cả 3 cành. 5 triệu và cả 3 cành, cũng đẹp. 5 triệu cả 3 cành, địa y nổi lên rất đẹp các bạn này. Đây là đào mốc nhá các bạn nhá, đào mốc. Đào mốc này thì cái lụ nó rất là to và hồng. Những người dân bản địa Sapa của tôi là toàn chơi đào mốc thôi. Còn cái đào lon thì chúng tôi lại không chơi. Các cái đào mốc này già, các cái địa y nó bám vào đây, các bạn nhìn thấy chưa? Các địa y nó bám rất già. Và cái đào mốc này, cái lụ của nó rất to. Để tôi quay cho các cái lụ to. Lụ to và nó xít. Cái đào mốc này ở dân Sapa tôi là người Mông ấy, thì gọi là đào trâu. Tại sao nó là đào trâu? Quả nó to bằng cái nắm đấm ấy, quả to bằng quả la, nhưng mà ăn nó rất chua. Cho nên chúng tôi gọi là đào trâu. Hoa nó rất là to. Đây, các cái lụ của nó đây nhá. Các lụ nó trú chín bên này. Còn dân Sapa đã biết chơi, người ta còn gọi đây là đào rụt. Đào rụt thì các cái mắt của nó rất rụt, các cái mắt nó rụt, nó chi chít ha, gọi là đào mốc, đào rụt. Còn những cái đào mới ấy, đào đời mới là nó không bám địa y và nó đào lon thì chúng tôi được không chơi. Sao lâu không có ai tương tác thế nhỉ? Các bạn chia sẻ hộ đấy. Lâu lâu rồi tôi thấy vẫn mấy bạn Hoàng Kim ở đây, bạn tôi Hoàng Hoàn cũng vẫn ở đây. Ly bonsai anh vẫn ở đây hay là sóng nó yếu rồi? Đây, những cái bà em bà chị là người giao thân yêu của chúng tôi ở xã Trung Trải, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Những cái người giao này thì chồng lên nương, còn vợ ở nhà có thể là thêu thùa, rỗi thì chúng ta vừa coi nhà vừa thêu thùa hoặc là bán những cái sản phẩm người ta thu được. Ví dụ là khoai, ngô mang ra đường bán. Đây là một cháu người giao. Cháu người giao đang ăn một cái bắp ngô. Ê, tại sao mày xin thế? Lúc nãy hỏi là tại sao mày xin thế? Nó bảo ơ thì tao ăn ngô đấy. Ờ cái này thì không có thịt đâu. Có thịt như người kin của mày thì có thịt của mày như người kin của mày thì không xin được. Cái thịt ăn của người kin mày là vừa không sinh mà vừa hôi. Chỉ đến mỗi chỗ hoa anh hùng rồi thôi. Không thấy xuất hiện hơn nữa đâu. Các bạn thường xuyên phải chăm sóc cho anh, các bạn thường xuyên phải nhổ leo cho anh, cứ để anh nói mãi rồi các bạn cứ đi việc khác thôi. Cần xe không? Có thể là chúng tôi tạm dừng, hình như mạng nó yếu rồi các bạn ơi. Mây Ngàn ơi, có phải yếu mạng không? Hoàng Hoàn ơi, có phải yếu mạng? À chào anh như thế, Mây Ngàn nó vẫn chào anh như thế. Mây Ngàn có đây rồi. Em thì em vào em tương tác em bấm chỗ ok nó nổi đây là nó vẫn đang có mạng. Hoàn ơi. Hoan thử bấm chữ OK nó nổi lên đây nào. Em thử bấm nữa OK nó nổi lên của anh là coi như là em vẫn đang tương tác. Sợ là không có mạng rồi mình quay thì nó thì mạng này nó yếu quá. Một cây đỗ quyên đẹp chưa? Hình như là vẫn được hay sao ấy. Vì cái này em vào trong cái buổi xem chung của em chia sẻ. Đông ơi đông, em vào em đoán chữ OK vào buổi xem chung nên là nhận xét bình luận đấy. Có rồi. À đây rồi, Đông Phạm đây rồi. Đây một cây đỗ quyên nhé các bạn nhé, đã lở chi chít hoa rồi, căng hoa căng lá rất là đẹp, chỉ chờ các bạn lên khiêng về mà dùng nữa thôi. Đây
đang quay cái cháu nhỏ này tiếp nhá. Lúc nãy bác hỏi cháu là cháu ăn gì mà xinh chê nhờ, cháu bảo là chỉ ăn ngô thôi. Cái người Kim của mình, mày ăn nhiều thịt thì người Kim mày hôi lắm mà không xin bằng người Dao của tao đâu nhờ. Đấy, cháu bé rất xinh, cháu năm nay là chưa đến 6 tuổi đâu, 5 tuổi nhờ. Thế cháu tên là gì? Ngọc Điệp. Ngọc Điệp á? Lý Ngọc Điệp hay Trọng Ngọc Điệp? Trọng Ngọc Điệp. Dân bản địa ở cái vùng người Dao ở đây thì là tên người ta họ Trọng là nhiều. Đây là Trọng Ngọc Điệp, cháu Trọng Ngọc Điệp. Năm sớm là cháu Trọng Ngọc Điệp, Trọng Ngọc Điệp ăn khỏe trong lớn nhá. Sang là lần năm sau sang bán đậu quyên, bán đậu quyên cho bác Minh nhá. Cảm ơn bác. Ê, các bạn nhé, ở đây là một trạm bán rượu thóc. Rượu thóc này là nổi tiếng của người Dao. Tại sao người rượu thóc lại nổi tiếng của người Dao? Tại vì là rượu thóc là người Dao là không dùng gạo mà dùng bằng cái các cái hạt thóc, thóc lép lương, sau đó đã ủ lên mầm như cây giá đỗ của mình và chiết xuất ra thành thóc, thành rượu. Và người ta có cái nguồn nước ở trên đỉnh núi xuống thì cái rượu thóc nó mới ngon. Thường thường nó rượu thóc vào cỡ độ khoảng giá trên thị trường nó cũng tương đối đắt, 45-50 nghìn một lít rượu thóc. Rượu thóc người Dao thì nổi tiếng rồi. Thôi quay lại chương trình cũ, tiếp tục quay lại cho các bạn những cái cây đỗ quyên. Đây các bạn đang xem là một cái cây đỗ quyên xa xa kia, là một cái đỗ, cây đỗ quyên mã số 6. Mã số 8. À, mã số 8. Đấy, đẹp chưa các bạn này? Đẹp chưa? Đấy. Hoa nở đỏ rực. Đỗ chi chít, cứng hoa. Phạm Thanh Mai ơi, Phạm Thanh Mai chia sẻ hộ mình đi. Đúng rồi. Mây ngàn này anh thấy em rồi. Giá bèo bèo, anh ơi có cây nào giá bèo bèo, chốt cho em một cây. Biếu luôn em cây này. Biếu luôn em cây này. Đây là giá bèo nhất rồi. Nữ quyên hoàng quyên số 8. Đây, nữ hoàng quyên số 8. Giá nó khoảng độ khoảng 6 triệu. Đây là bèo nhất của trại anh rồi. Tại vì là các cái cây nữ hoàng quyên này nó đắt lắm em ạ. Giá thấp nhất là 5 triệu. Còn cây này xèng xèng là 6 triệu. Mã thì là 8 triệu. Nhưng mà tôi để cho em, để cho em, nếu mà em book thì để cho em đúng 6 triệu. Hoa của nó rất đẹp. Và khẳng định với em là nó về nó nở được hơn 1 tháng nữa. Tất cả các lụ này các bạn xem nhé, các cái lụ to nó nở đây này, các cái bông to này nó nở, các bông to nó nở và bông dưới nó lại chuẩn bị lên. Khi bông này nở nhá, khi bông này nở, đấy, bông dưới nó lại chuẩn bị nở. Và giữa các cái kẽ này nó còn các cái bông con nữa, các cái lụ con nữa. Đấy, nó có các cái lụ con nữa cho nên nó nở chi chít đây này các bạn, rất nhiều lụ. Thế cho nên tại làm sao mà người ta bảo đỗ quyên nở được 45 ngày? Không phải là nó nở một bông hoa được 45 ngày đâu các bạn nhá. Mà nó nở nhiều hoa kế tiếp nhau, khi nó tàn nó rụng hết hoa đi là 45 ngày. Vào thời điểm cực điểm của nó cách đây độ khoảng 1 tháng, tức là sau Tết 1 tháng nữa là thời điểm cực điểm của nó, thì nó sẽ trở tràn ngập và lúc ấy, các cái lá này nó rụng hết và sang một mùa sinh trưởng mới. Đây, thay máy cho bạn Đông quay giúp tôi thì bạn Đông có thể quay trên quay xuống. Quay này thì nó rất là đẹp, quay này thì nó hơi tối nhé, độ nghiêng độ ngả. Rồi các bạn ơi, bạn Đông, bạn tiếp tục bạn quay cho tôi thì tôi thấy mệt mệt. Chào tất cả các bạn nhé. Đây là cây Lữ Hoàng Quyên của chúng tôi này. Cây này là mã số của nó là 50 này. Ngang bệ gốc của nó là 18. Chiều cao là 180, 860 này. Đấy, cây này của chúng tôi là mã số của nó là mã số 50 nhé. Mã số 50. Đây, tôi quay để cho tất cả các bạn nhìn được cái toàn cảnh của cái cây Lữ Hoàng Quyên này nhé. Đấy, cây Lữ Hoàng Quyên của chúng tôi là bây giờ đã bắt đầu đang lốm đốm hoa này. Đấy, đang lốm đốm hoa này. Và tôi sẽ quay sát lại để cho các bạn xem này. Đấy, các cái lụ của nó này. Đấy, các cái lụ kế tiếp của nó này. Các cái lụ rất to này.
Đấy, các cái lụ này đã đang chuẩn bị khoảng 3 ngày, 4 ngày nữa là nó bắt đầu là nó lở rộ, lở đều ấy. Là nhìn nó sẽ đỏ rực hết tất cả. Đấy. Chào Thanh Mai nhá. Em vào trong kia đi chậm chậm, em vào với hai anh em tác nghiệp vào trong đi quay chậm chậm ở trong kia cũng được đấy. À. Kia có nhiều cây đẹp. Quay các cây giá trị bé thôi để cho khách xem. Bây giờ tôi bắt đầu tôi đi vào trong cái khu vườn trong này. Đấy, tôi quay một số là toàn những cái cây nhỡ nhỡ và nhỏ nhỏ để cho tất cả các bạn xem nhá. Đây này, tôi quay cái cây này để cho các bạn nhìn này. Cây này nó có cái dáng gọi là mây cuộn này này. Đấy. Đấy, xem là mã số của nó là bao nhiêu nhỉ? Sao lại làm như thế? Mã số cây Lữ Hoàng Quyên này là nó có mã số số 36. Đấy. Ngang bệ gốc của nó là 21, cao 60, tán 70. Đấy. Các bạn xem mà cảm thấy thích cây nào thì các bạn hãy để lại số điện thoại là một này và mã số cây là hai. Chúng tôi sẽ chốt giá cho các bạn. Chào bạn Mạnh Mai Vàng nhá. Chúng tôi đang tổ chức một buổi livestream quay toàn cảnh của cái vườn cây trại cây hàng độc Việt Nam ở km 19 đường Lào Cai Sa Pa. Vườn của chúng tôi thì lựu, đỗ quyên và rất nhiều các loại cây cảnh khác. Đây tôi quay cái cây này thì là cái giá tiền của nó và cái mã số của nó cũng rất là thấp đây. Đấy, cây lẩy của chúng tôi là có mã số là mã số 5. Ngang bệ gốc 10 cm, cao 70 cm, tán 60 cm này. Đấy. Các bạn mà thấy hay thì các bạn cho một lời động viên. Và các bạn thích cây nào thì các bạn hãy để lại số điện thoại và để lại số mã cây nhé. Vì cây nào tôi cũng quay sát cái số mã cây của nó. Chào Lý Nguyễn nhé. Đấy, bây giờ tôi lại quay tiếp tục đến một cái cây này. Cây này cái dáng của nó là nó cũng hình thù của dáng là thác đổ. Đấy, cây này là thác đổ này. Cây này là cây Lữ Hoàng Quyên này là có mã số là 12. Đấy, mã số 12. Cao 40, tán 50. Đấy. Cây này của chúng tôi là toàn hàng cây bonsai hết mà đều là ở trong chậu hết rồi. Cây này đã bẻ tán cách đây được từ 6 đến 7 năm rồi. Đấy, rất đẹp đây, tôi quay cận cảnh về cái ngọn của nó để cho các bạn nhìn này. Đấy, lụ của nó đang bắt đầu chúm chím hết rồi, lụ rất đỏ. Đấy, lụ bây giờ nó đang cười rồi đấy, nó sắp lở rồi đấy. Đấy, lụ này là chỉ có tầm khoảng 4 ngày nữa đổ ra là đến 1 tuần nữa là lở đỏ hết, đỏ rực cả cây luôn. Đấy, tôi quay tiếp tục đến cái cây này. Đấy, cái cây này thì là nó cũng lốm đốm được mấy hoa rồi, bắt đầu nó mới đang chuẩn bị tiếp theo là cây này có mã số là số 5. Đấy, mã số là số 5 này. Đấy, cao 60, tán 60. Đấy. Cây này thì nó cũng có lốm đốm được khoảng 1-20 bông hoa rồi. Đấy, còn đây các cái lụ của nó tiếp theo đây. Đấy, lụ rất to rất đẹp này. Đấy, lụ này đang chuẩn bị lở rồi đấy, lụ đang trúng chím rồi đấy, đây. Đấy, bạn nào mà thích thì
mua thì để lại số điện thoại này và để lại số mã cây cho mình. Mình cây nào mình cũng quay rõ cái mã số của nó. Chào Kim Hồng nhá. Chào Nguyễn Mạnh Tường. Đây mình lại tiếp tục mình quay cái một cái cây này. Đây, cây này nó cũng đang loáng thoáng lở đây. Đấy mà lụ của nó thì rất nhiều. Đấy, lụ của nó rất nhiều này. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Đấy, một cái tay tán của nó rồi mà lụ nó nhiều như thế này. Lụ cũng đang bắt đầu chúm chím lở rồi. Cây này thì có mã số là cây mã số 6. Đấy, ngang bệ gốc là 6 cm. Cao 60 cm, tán 50. Tán là rộng 50 cm. Đấy, cây này thì cũng rất đẹp, nhìn rất cổ kính. Mà cây này là nó là cây độc thân. Em cứ ra ngoài. Cây này là cây độc thân nhá. Đấy. Đấy, các bạn nhìn gốc của nó chưa? Nhìn nó rêu mốc, nhìn nó rất là cổ kính. Đấy, các bạn xem nếu mà hay thấy hay thì hãy like ủng hộ mình nhé. Đấy mà các bạn bạn nào mà thích cây này thì hãy để lại số điện thoại và để lại cái số mã cây cho mình thì chúng mình sẽ nhà vườn sẽ trả lời các bạn giá cả thực tế. Em chào anh Thành Nguyễn nhá. Tôi giới thiệu tiếp cho các bạn là một cây lữ hoàng quyên này. Là cây này là có mã số là 36. Ngang bệ gốc là 25. Cao 70, tán 80. Đấy, bây giờ tôi quay rộng ra để cho các bạn xem nhá. Đấy, cây này nó cũng lốm đốm nở được mấy bông hoa rồi. Đây, tôi quay gần để các bạn nhìn rõ này, bông hoa của nó rất đẹp này. Nó chỉ loáng thoáng được mấy bông thôi, còn bây giờ bắt đầu là hoàn toàn là những cái lụ này của nó đây. Đấy, nhiều rất nhiều lụ này. Đấy, lụ của nó bây giờ đang đốm đốm hồng rồi. Nó đang bắt đầu trúng chím lở. Đấy. Lụ này thì chỉ khoảng 5 ngày nữa là bắt đầu là nó lở rộ lên. Mà khi nó lở rộ lên thì cả một cái cây này nhìn nó đỏ rực luôn. Nhìn rất đẹp. Bạn nào mà thấy hay thì like giúp mình. Đấy, mà bạn nào mà muốn mua cây và thích cây này thì hãy để lại số điện thoại và số mã cây cho mình. Vì cây nào mình cũng để lại cây nào mình cũng quay sát cái số mã cây của nó. Cái này không có mã số. Tiếp tục đến cây này. Bây giờ mình quay đến một cây lữ hoàng quyên này nữa. Cây này là có mã số là 80. Mã số là 80 này. Ngang bệ gốc 18 này. Cao 60, tán 60. Đấy. Đây các bạn xem này. Cây này thì nó mới có lở được có 2 bông hoa thôi. Nó mới lở được có 2 bông thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ bắt đầu là trúng chím hết rồi, bắt đầu chuẩn bị lở đây. Lụ rất to, đấy. Lụ rất to và lụ rất nhiều, lụ chi chít luôn. Đấy. Đấy, tôi quay ngược lại cái bên này để cho các bạn nhìn rõ này. Đấy. Đấy, dáng cây này nhìn rất cổ kính và rất đẹp nhá. Bạn nào mà thích cây này thì để lại số điện thoại và để lại số mã cây giúp mình nhá. Đấy, cây này của nó là có mã số là 80, ngang bệ gốc 18. Cao 60, tán 60. Các bạn xem tiếp một cây đỗ quyên nhé. Đây là một bụi đỗ quyên hoang dại.
Bụi đỗ quyên non dại này chúng tôi di thực vào được 3 năm rồi. Năm nay nó lên những cái tay tán rồi. Nó có tổng cao của nó là trên 2 mét. Và tán ngang của nó chắc là cũng phải 1,5 mét. Đây là các cái bụi đỗ quyên hang dại chúng tôi mang về được 3 năm. Và gốc của nó rất to. Gốc của nó rất to nhưng mà hoa của nó chi chít rồi đây. Đây các bạn nhìn đây này. Hoa của nó lụ chi chít. Bắt đầu nó hoa nó đỏ bói bên trên. Đấy các bạn thấy chưa? Lụ của nó nhiều lắm. Đây. Trắng điểm xuyết này. Đấy. Các cái bụi này thì giá trị nó không cao. Tại sao nó không cao? Tại vì nó không là hàng bonsai. Nó là hàng cây bụi. Nó là hàng cây bụi. Chào thiên nhiên xanh nhá. Thiên nhiên xanh anh xem đi. Và có thể thiên nhiên xanh có những cái nguồn tường vi rừng châm ổi. Thì thiên nhiên xanh có thể đổi cho trang trại nhá. Đây, các cái bụi đỗ quyên rất là to. Bụi đỗ quyên này thì gốc nó bự lắm. Gốc nó cũng phải đường kính gốc nó cũng phải... đường kính gốc đông so cái đường kính gốc bằng găng tay cho anh, đường kính gốc cây này cũng phải đến 40. Đây, đường kính gốc 40 này. Các cái cổ nó to lắm. Cây này là được năm thứ 3 rồi. Năm thứ 3 thì các cái tay này, các cái tay của nó lên được năm thứ 3. Các cái tay lên bằng ngón tay rồi. Đặc biệt của nó thì chúng tôi chưa uốn nắn nó thành bonsai trên giá thành nó tương đối rẻ. Các cây uốn nắn thành bonsai thì giá nó cao. Nhưng mà các cây mà đã chưa uốn thành thế tán thì nó cũng không là đắt lắm đâu. Một cây bụi này, cây bụi này cao to, năm sau bắt đầu chúng tôi bẻ tay nó ra, sẽ tạo dáng bonsai cho nó, sẽ tạo thành bonsai. Hôm nay chúng tôi để hoang dã như vậy. Tiếp theo đây các bạn có thể theo chân chúng tôi. Chúng tôi giới thiệu các bạn một dòng đặc hữu mà chúng tôi đang nghiên cứu. Chúng tôi đang nghiên cứu, đó là một cây hoa chuông. Nó gọi là đào chuông. Đào chuông này xuất phát từ vùng núi Yên Tử, từ cái khu vực Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Linh, kéo dài đến Lạng Sơn. Đây là một cái cây đào chuông rất là đẹp, lở hoa đúng vụ Tết. Một gốc đào chuông này do người dân người ta cắt cụt đi, người ta về người ta nuôi không được, tại vì đào chuông này rất là khó tính. Khi người ta mang trên núi xuống thì hoàn toàn chết độ khoảng 90%. Nhưng mà những người nào biết kỹ thuật, di thực nó đúng vùng miền thì nó sẽ sống. Như cây này chúng tôi dùng kỹ thuật rất đơn giản. Chúng tôi về chúng tôi ủ vào cát. Và sau đó là phải hạ độ cao dần. Ví dụ các bạn từ trên những cái dãy núi cao xuống, độ cao đó độ khoảng 1.400m mới có cái đào chuông này. Ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn và các cái vùng núi của Quảng Linh. Nhưng mà những cái người dân không biết chặt phá bừa bãi về thì xuống Cẩm Phả, Uông Bí, thứ là Sứ Lóng, nó chết ngay lập tức. Các bạn phải di thực nó xuống vùng lạnh. Vùng lạnh như kiểu đây là độ cao của Sapa là 1.600. Nhưng mà trại của tôi đang đứng là 600m do mặt nước biển. Thì tôi trồng năm nay là năm thứ 2 thì bắt đầu ra hoa luôn. Đây, các bông hoa chuông đầu tiên. Cái hoa chuông này nó trắng, nó trắng đỏ, có hai loại chuông. Một loại chuông đào chuông của Quảng Linh ấy các bạn ạ, của Quảng Linh ấy, thì nó trắng đỏ hồng. Còn lại đào chuông của Lạng Sơn thì nó trắng nhợt. Đây chính là đào chuông của vùng Quảng Linh. Đây các bạn thấy chưa? Hoa rất là đẹp. Hoa nó như cái chuông thế này. Đấy, tôi quay xa nó ra, quay gần thì nó lóa. Hoa nó như cái chuông và nó lở cũng tương đối đẹp. Đây như cái chùm này bắt đầu lở rồi này. Các bạn thấy chưa? Nó như cái chuông úp xuống. Lở rất đẹp. Em quay tiếp cho anh có điện thoại. Các bạn chờ tí nhé, bạn Đông sẽ quay. Đừng quay sát vào, quay sát vào là nó nóa. Cái tay em che. Alo. Những cây này không có mã số. Coi cái gì? Đang la chim. Đang la chim. La cả chim, la cả châu bò ơi. Tiếp tục tôi giới thiệu với các bạn một cây lữ hoàng quyên khác. Đây, cây lữ hoàng quyên này có mã số là 12. Có mã số là 12, ngang bệ gốc 26, cao 40, tán 40.
Đây, cây này của chúng tôi là bây giờ nó cũng lở được chục bông rồi. Đây, hoa của nó rất to và rất đẹp này. Đấy. Mà lũ thì rất nhiều. Đấy, cây này này, tôi quay sát cho các bạn nhìn này. Đây, cây này lũ rất nhiều. Không hết hàng bây giờ. Chào viên đá nhỏ nhá. Bạn thấy hay thì like cho mình. Mà các bạn bất cứ ai mà thích cây này thì để lại số điện thoại và để lại mã số cây cho mình nhá. Thì nhà vườn chúng mình sẽ trả lời và sẽ cho đúng cái giá cụ thể. Chào Nguyễn Nội nhá. Đấy, tôi quay xa đây, toàn cảnh của cái cây này đây. Đấy, cây này là làm trên chậu và cũng đã bẻ tán thành các hình bonsai hết rồi. Đấy, tiếp tục tôi giới thiệu với các bạn một cây nữa. Cây Lữ Hoàng Quyên này của chúng tôi là có mã số là 36, mã số 36, ngang bệ gốc 13, cao 60, tán 60. Đấy. Đây, tôi quay sát cho các bạn xem này. Đấy. Đấy, bây giờ tôi quay xa ra toàn cảnh của cái cây này để cho các bạn nhìn cho nó rõ nét hơn này. Đấy. Cây này thì cũng đang lốm đốm là hoa rồi. Cũng lốm đốm là hoa rồi. Đấy, hoa của nó đấy. Hoa của nó rất đẹp này. Đây, còn tôi quay cận cảnh vào những cái lụ này của nó. Đây, cái lụ này nó đã hồng hồng cái đầu lụ rồi. Đấy, bắt đầu đang chúm chím nở đây. Lụ rất to và rất dày, rất nhiều. Đấy, bạn nào mà thấy thích cây này thì để lại số điện thoại mà để lại số mã số cây. Mã số của nó là mã số 36, ngang bệ gốc 13, cao 60, tán 60. Đấy, quay sang bên này để cho các bạn nhìn rõ về cái vế và cái tán của nó ở bên này. Đấy. Bây giờ tôi quay tiếp tục một cây này nữa. Đây. Cây Lữ Hoàng Quyên này của chúng tôi là mã số của nó là mã số 50. Ngang bệ gốc 23, cao 60, tán 80. Tán rộng 80. Đấy, bây giờ tôi lại quay xa ra để cho các bạn nhìn rõ được cả cái cảnh của cái cây này. Đấy, cây này là uốn tán cái cành tán này của nó rất đẹp này. Rất đều tán, đều cành bốn chung quanh luôn. Đấy. Và cây này thì chưa là bông nào, bắt đầu. Đấy, bây giờ mới bắt đầu có một bông đang nở đây mà lụ của nó thì rất là nhiều, lụ mập, lụ đẹp. Đây, lụ đấy đang chúm chím nở rồi. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, cái lụ của nó nhìn nó to, nó đều, nó đẹp thế này cơ mà. Đấy, cây này mà lở ra thì đỏ rực luôn, rất là đẹp. Đấy, cây này nó đang nằm ở trong cái chậu lục giác. Đấy, chậu lục giác này rất đẹp. Đây. Chào Minh Phương nhá. Đây, tiếp tục tôi quay một cái cây Lữ Hoàng Quyên này nữa. Đây, cây Lữ Hoàng Quyên này thì nó có đây, mã số của nó là 63. Đấy, mã số 63, ngang bệ gốc 20, cao 70, tán 70. Đấy, cái mã số này của nó thì nó đang nằm ở trong, nó nhìn nó hơi mờ tí. Đấy, mã số 63 nhé. Đấy, cây này thì cũng lụ rất đều đẹp này. Đây, tôi quay để cho các bạn nhìn đến lụ của nó này. Đấy.
lũ rất đều đẹp to. Đấy, lũ đầu lũ đang hơi hồng hồng, nó có màu hồng này, đang chuẩn bị lở này. Như cái cây này là khoảng 3 ngày nữa là bắt đầu lở. Đấy, bây giờ tôi sẽ quay xa ra. Vừa nãy đã quay gần để cho các bạn nhìn rõ cái lá và cái lũ của nó. Đấy, bây giờ tôi quay xa. Đấy, cây này nó cũng đang nằm ở trong một cái chậu sành sứ đồ gốm. Đấy, bạn nào mà thấy cây nào đẹp và theo ứng đúng như ý của mình thì hãy để lại số điện thoại và số mã cây nhé. Vì cây nào chúng tôi cũng quay sát vào cái mã số cây của nó, mà chúng tôi cũng đọc luôn cả số mã cây. Đấy. Dùng máy xúc, mẹ rồng lan xong là rồng lan xong là dùng máy xúc cào ấy ra tiền. Ai lại cưa nó ra, đang định về bảo đốt đi này tí. Không được tí phong lan đẹp thế này về phải tạo làm chân của nó. Chúng tôi xin chào tất cả các bạn nhé, tạm biệt các bạn nhé, hẹn lại các bạn 9:30 buổi sáng ngày mai chúng tôi lại livestream trực tiếp. Thì mong tất cả các bạn hãy ủng hộ chúng tôi nhé. Gập cái kính lại được không? Tắt đi anh ơi. Em tắt đi, có nút tắt đấy. Đỡ cho anh Dương. Dương đỡ cho anh.